những cô dâu đẹp nhất nhì showbiz Việt, gương mặt thứ hai cực hot. Lan Khuê, những lần Lan Khuê xuất hiện trên sàn cát quốc luôn thu hút ánh nhìn của mọi người bởi biểu cảm, sự chuyên nghiệp và vẻ đẹp của cô. Trong đám cưới của cô cũng vậy, chỉ với tông trang điểm tự nhiên, cô cũng đã ghi tên mình vào những cô dâu đẹp trong giới showbiz Việt. Bất kỳ khoảnh khắc nào, cô cũng khiến người xem phải nán lại ngắm cô lâu hơn. Mới đây, ông xã Lan Khuê đã vô tình xác nhận cô đang mang thai bé đầu lòng sau 3 tháng thành hôn. Nhã Phương, sau nhiều sóng gió thì Nhã Phương đã trở thành cô dâu tuyệt sắc bên cạnh ông xã Trường Giang. Nữ chính tuổi thanh xuân vốn nổi tiếng với nhiều vai diễn cùng nhan sắc nổi bật. Khi không lại gì, cô trở thành cô dâu xinh đẹp trong làng giải trí Việt. Khuôn mặt xinh, nụ cười hiền lành và rạng rỡ đã làm nên một cô dâu Nhã Phương tuyệt đẹp. Cùng với nghi án mang thai, Nhã Phương vẫn giấu kín mọi thông tin, mặc dù bụng cô ngày càng to và trở nên khó che giấu. Có thể nói đây là nhân vật đang gây tò mò nhất thời điểm này. Diệp Lâm Anh, ngày 5 tháng 5 2015, Diệp Lâm Anh tổ chức hôn lễ cùng bạn trai thiếu gia kém tuổi. Cô và chồng đã chuẩn bị rất chu đáo để trang trí cho không gian tiệc cưới, đẹp như cổ tích. Cô xuất hiện như một nàng công chúa lộng lẫy, kiêu sa và xinh đẹp. Sánh đôi bên chồng, Diệp Lâm Anh đẹp nhẹ nhàng và đầy quyến rũ. Hari Won là cô dâu tiếp theo ghi tên mình vào danh sách những cô dâu đẹp trong giới nghệ sĩ Việt. Vốn dĩ, cô ca sĩ này đã có nét đẹp hàng và thêm cách trang điểm nhẹ nhàng, Hari Won dễ dàng ghi điểm để trở thành cô dâu rạng rỡ bên danh hài Trấn Thành. Cô ca sĩ cá tính Khởi My đã bất ngờ lên xe hoa cùng người mà cô luôn một mực khẳng định là bạn thân ca sĩ Kevin Khánh. Thường ngày xuất hiện với hình ảnh nhí nhảnh có phần tương tự, nhưng khi khoác lên mình bộ váy cưới, Khởi My trông xinh đẹp và nữ tính hơn rất nhiều. Trong ngày cưới, cô rất chịu khó khi thay ba bộ váy cưới liên tục. Dù xuất hiện trong bộ váy nào thì cô cũng là cô dâu vô cùng xinh đẹp. Chúng Huyền Thanh và Dây Quân là cặp vợ chồng đẹp từ câu chuyện tình đến cả nhan sắc vô cùng xứng đôi. Khi cả hai khoác lên mình bộ đồ cô dâu chú rể trong họ đẹp như đang chụp hình mẫu. Đặc biệt là cô dâu Chúng Huyền Thanh, sau khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều về cân nặng của mình, cô đã tích cực giảm cân và hiện giờ cô đang sở hữu ngoại hình và nhan sắc không chê vào đâu được. Ở góc nghiêng, Chúng Huyền Thanh cũng đẹp xuất sắc từng chi tiết. Đây là sau việc gặp ngay vận xui phải nhập viện gấp ngay đêm giao thừa. Ngay trong đêm, Lan Phương đã lập tức nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, đến hiện tại thì sức khỏe của cô đã phần nào ổn định hơn. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lan Phương vừa kể lại chuyện không hay mà mình gặp ngay thời khắc chuyển giao năm mới. Cô cho hay, đêm cuối năm lại vào bệnh viện do ngộ độc thực phẩm khi đi quay phim, dẫn đến nhiễm trùng đường tiêu hóa, nôn 10 lần, truyền 3 chai nước biển nên trông bụ bẫm lắm. Phải dùng kháng sinh nên tạm thời không cho bé bú mấy ngày. Thương Lina thèm bú mẹ lắm. Hôm qua bé bú được một lần khi mẹ còn trên giường bệnh rồi thôi. Đêm qua mẹ ru ngủ mà không được bú mẹ. Sáng nay bé giận mẹ một chút rồi thôi. Con chắc cũng hơi hiểu là do mẹ bệnh và mẹ không cho con bú là để tốt nhất cho con trong 3 ngày tới. Con cười với mẹ, nụ cười ấy làm ấm áp hẳn căn phòng và làm mẹ có thêm bao sức mạnh. Năm mới đến rồi, cả nhà mình cũng sẽ chăm sóc nhau mạnh khỏe con nhé. Mẹ và Daddy mỗi ngày yêu con nhiều hơn. Để người thân và khán giả không phải lo lắng nhiều, Lan Phương khi trên giường bệnh cũng đã chụp một bức ảnh đi kèm với nụ cười. Tuy nhiên, ai cũng thấy rõ sự mệt mỏi và hốc hác trên gương mặt này. Nhưng khá may mắn khi ở khoảnh khắc nào thì nữ diễn viên cũng có ông xã ngoại quốc bên cạnh chăm sóc. Điều này đã khiến cho Lan Phương yên tâm hơn. Sau khi lập gia đình sinh con thì nữ diễn viên đã có một cuộc sống rất hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc yên bình và đặc biệt là nét đáng yêu của cô công chúa vừa chào đời. Chính con gái đã phần nào khiến cho cuộc sống của hai vợ chồng thêm nhiều thay đổi và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trước khi chính thức làm vợ của chồng Tây tên David, thì Lan Phương cũng khá lận đận trong chuyện tình duyên. Dù cô và ông xã vẫn chưa tổ chức đám cưới rình rang, nhưng cuộc sống bình yên hiện tại còn quan trọng hơn các nghi thức truyền thống. Khán giả cũng thường xuyên gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên trên trang cá nhân khi thấy cô có được một tổ ấm hạnh phúc. Đều có bạn thân khuyết tật, Công Vinh về quê là tặng tiền quà, hành sự của Công Phượng mới choáng. Ngẫu nhiên trùng hợp cả Công Vinh và Công Phượng đều có bạn thân là người câm điếc, xem cách hai chàng danh thủ đối xử mà ấm lòng. Không ngoa khi nói rằng cuộc sống của Công Vinh hiện tại là ước mơ lớn lao của biết bao người. Tuy nhiên, để có được như ngày hôm nay thì nam danh thủ đã phải cố gắng rất nhiều, trải qua tuổi thơ cơ cực.
Nói đến tuổi thơ của Công Vinh thì không thể không nhắc tới người bạn tri kỷ của anh. Với Công Vinh không có người bạn nào đặc biệt hơn Lệnh, và anh cũng là người bạn mà Công Vinh thật sự trân trọng. Từ nhỏ, mỗi khi Công Vinh lao ra sân ruộng với trái bóng trong tay thì đi kèm anh luôn là Lệnh. Vinh tập sút, Lệnh đứng gôn tập bắt. Thậm chí, lò Sâm Lam Nghệ An đã chấm cả Công Vinh và Văn Lệnh sau khi cả hai chơi rất hay trong đội của xã. Tại giải đấu cấp huyện năm 1999, tuy nhiên do bị tật bẩm sinh nên Văn Lệnh không thể theo chân Công Vinh cùng đến với bóng đá chuyên nghiệp. Kể từ khi thành danh, Vinh chưa bao giờ quên người bạn thân thời thơ ấu. Mỗi dịp Tết đến xuân về, anh đều mua đủ thứ quà về cho Lệnh, nào là bánh kẹo, thuốc lá, quần áo và giày dép. Lệnh rất thích được bạn đèo đi khắp làng, dù có là trên xe máy hay trong xế hộp. Có lần vì nhớ Vinh nên Lệnh đã lên thành phố tìm và bị thất lạc suốt một thời gian dài. Mỗi lần về quê, nam danh thủ đều tới thăm bạn. Anh còn tặng những món quà ý nghĩa cùng tiền tiêu vặt. Là một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất hiện nay, Công Phượng sở hữu lượng fan hâm mộ rất đông đảo, trong đó có một cổ động viên vô cùng đặc biệt, một fan cuồng và cũng là người anh em kết nghĩa của tiền đạo đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai. Nói về tình bạn định mệnh này, Công Phượng cho biết anh và Cường gặp nhau lần đầu năm 2014 khi U19 Việt Nam đá ở Mỹ Đình. Khi ấy, Phượng rất cảm động khi anh Cường nhất quyết hỏi địa chỉ nhà để về thăm. Cường chỉ là một hàng triệu người hâm mộ Công Phượng, nhưng gọi là đặc biệt bởi anh bị câm điếc bẩm sinh. Mặt khác, dù khuyết tật, nhưng Cường đã có lần thứ ba vượt hàng trăm km từ Phú Thọ về Đô Lương để gặp Công Phượng. Trước sự nhiệt tình và chân thành của Cường, gia đình Công Phượng đều tỏ ra xúc động. Tết năm 2016, gia đình nam danh thủ còn giữ Cường ở lại ăn Tết cùng. Công Phượng đã nhận Cường làm anh nuôi, tiền đạo xứ Nghệ còn chia sẻ muốn chữa khỏi bệnh cho Cường. Anh đã nhờ người thân tìm cách chữa trị tốt nhất cho người anh em đặc biệt này. Mặc dù ít có cơ hội gặp nhau, nhưng Công Phượng vẫn luôn liên lạc hỏi thăm Cường. Công Phượng cũng như gia đình đối với anh Cường rất tốt, thậm chí còn tìm người giỏi để chữa bệnh giúp anh. Trọng đại U23, khoe ảnh tình tứ bên bạn gái top 5 Hoa hậu Đại Dương 2017. Cầu thủ trọng đại U23 bất ngờ đăng những tấm hình siêu tình cảm của mình và bạn gái để chào đón năm mới 2019. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, trọng đại U23 đã đăng một loạt những tấm hình siêu tình cảm của mình và bạn gái xinh đẹp top 5 Hoa hậu Đại Dương 2017 để chào năm mới. Anh chàng cầu thủ không quên kèm theo một dòng trạng thái: ngày cuối năm, bỏ qua mọi buồn phiền để chào đón năm mới, sẽ cố gắng cho một năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, nhiều thành công mới, thắng lợi mới. Tạm biệt năm 2018, Happy New Year. Người đẹp huyền trang được dân mạng đánh giá là rất đẹp đôi với cầu thủ Nguyễn Trọng Đại. Cô sở hữu chiều cao 1m73 cùng vóc dáng quyến rũ, từng lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017. Trọng Đại và top 5 Hoa hậu Đại Dương 2017 đang được xem là một cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Nguyễn Trọng Đại được biết đến là chàng hậu vệ điển trai của đội tuyển U23 Việt Nam. Anh chàng sở hữu chiều cao 1m84 cùng gương mặt được ví như sao Hàn. Từ ngày công khai hẹn hò, cặp đôi khiến người hâm mộ ghen tị vì luôn chia sẻ những hình ảnh tình tứ bên nhau. Hiện tại, cặp đôi Trọng Đại Huyền Trang vẫn là một trong những cặp đôi sở hữu lượt follow khá lớn. Chuyện tình của chàng cầu thủ U23 nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn bè cũng như những người hâm mộ. Đức Cọt, lết mãi mới lên 7 triệu một tháng, nhìn con số của Công Phượng Dũng mà hoa cả mắt. Nhìn bảng lương của các cầu thủ mà quá choáng, hiện tại chắc chỉ có Đức Cọt là thấp nhất trong đội. Đầu tiên là về các cầu thủ trẻ thuộc khóa 1 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, được bầu Đức trả cho 15 triệu đồng một tháng vào năm 2017. Toàn bộ các thành viên này đều đã ký hợp đồng có thời hạn 8 năm với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau khi tốt nghiệp khóa 1 của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Trước đó, năm 2016, Công Phượng được người hâm mộ nước nhà tự hào vì là cầu thủ thứ hai sau Công Vinh đi du đấu nước ngoài. Mặc dù thời gian ở Nhật, Công Phượng không mấy được trọng dụng, thế nhưng mức lương 3.000 đô một tháng, tương đương 70 triệu đồng của anh vẫn tốt hơn hẳn so với đồng nghiệp ở Việt Nam. Còn Xuân Trường trước đó cũng được Philip mượn trong thời gian 2 năm cùng mức phí kỷ luật 300.000 đô và mức lương cũng khoảng 70 triệu đồng một tháng như Công Phượng. Trong khi các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nhận được mức lương khá ổn, thì Phan Văn Đức khi chơi cho Sông Lam Nghệ An chắc là bèo bọt nhất. Năm 2015 chỉ nhận được khoảng vài trăm nghìn trợ cấp, mẹ Văn Đức từng tiết lộ mãi đến 2017.
Đức mới được mức lương 3 triệu và sau giải U23 châu Á 2017 mới lên 7 triệu. Tiến Dũng lên đội 1 Thanh Hóa năm 2016 với mức lương 10 triệu đồng. Sau khi cùng U20 Việt Nam tham dự U20 FIFA World Cup đầu năm 2017, anh được lãnh đạo câu lạc bộ đặt cách tăng lương gấp đôi. Tương đương mức trung bình của các cầu thủ thường xuyên ra sân V-League, dù chỉ là thủ môn số 2 của đội bóng thường xuyên dự bị, với mức lương hiện tại là 20 triệu, tương đương mức trung bình các cầu thủ thường xuyên ra sân ở V-League, thậm chí so với các đồng đội U23 Việt Nam, mức lương của Tiến Dũng nằm trong top đầu, cao hơn Quang Hải và Đức Chinh. Trước đó, khi ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Quế Ngọc Hải cũng nhận 15 triệu đồng một tháng, nhưng thực lĩnh thì chỉ hơn 11 triệu vì bị trừ thuế và các khoản phí khác tại câu lạc bộ. Hiện tại, trung vệ này đã đồng ý gia nhập câu lạc bộ Thải Công, tên trước đó là Viettel. Được biết, Quế Ngọc Hải sẽ nhận mức tiền lót tay 3 tỷ đồng một năm kèm tiền lương cùng những khoản đãi ngộ khác. Hiện tại, lương của cầu thủ Văn Quyết chắc khiến mọi người choáng nhất. Năm 2014, Văn Quyết từ chối sang Nhật Bản với mức lương là 210 triệu. Và năm 2018 vừa qua, anh cũng đã từ chối sang Malaysia với mức lương 300 triệu một tháng để gắn bó với Hà Nội FC. Hiện Văn Quyết là trụ cột của Hà Nội FC và mức lương của anh được cho là vào khoảng 60-70 triệu đồng một tháng.